Xin tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của M8 Computer. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục phần video về sửa tai nghe gaming. Ở phần trước thì mình có nói về phần ốp đệm tai nghe rồi. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đo ốp đệm tai nghe một cách chuẩn xác, vì phần này rất nhiều anh em đo sai. Nên là khi mua ốp đệm mới về tự thay ấy, thì thường bị rộng hoặc chật, không để lắp được vào tai nghe. Ngoài ra thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách tháo lắp ốp đệm cơ bản để ai cũng có thể là tự thay ốp đệm được ở tại nhà. Nếu mọi người mà ngại việc tự thay ốp đệm tai nghe hay là tự đo ốp đệm tai nghe mà không muốn làm ấy, hoặc là không làm được, thì mọi người có thể mang qua shop M8 Computer để đo ốp đệm và thay thế ốp đệm tai nghe cho mọi người nhé. M8 Computer thì chuyên sửa tai nghe gaming, thay ốp đệm tai nghe, thay bọc trùm đầu tai nghe, thay dây này, sửa mạch, thay micro tai nghe, đặc biệt là các dòng tai nghe gaming. Ví dụ như một số con Dalewu ở đây, rất nhiều game net hay là anh em hay sử dụng. Các dòng tai nghe bình thường thì shop cũng có sửa nhưng mà không nhiều đồ thay thế như đồ của tai nghe gaming. Vì thế thì shop mình thì chuyên sửa gaming gear mà thôi. Ngoài tai nghe gaming thì M8 Computer thì có sửa tất cả các dòng sản phẩm gaming khác như là chuột hay bàn phím cơ. Anh chị em cần sửa gaming gear thì cứ mang qua shop nhé. Trở lại với riêng dòng sản phẩm tai nghe gaming ở đây, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đo kích thước ốp đệm tai nghe trước. Như ở video trước thì mình có nói với anh em ấy, thì tai nghe trên thị trường phần lớn là những cái ốp đệm tròn như thế này. Phần lớn là tai nghe là ốp đệm tròn chiếm phần nhiều ở trên thị trường. Sau đó là những cái loại oval, elip và bầu dục, nó như thế này. Đây, ví dụ như cái hình như này, oval, elip và bầu dục, nó cùng chung một cái khuôn hình. Còn một phần nhỏ khác là các loại tai nghe ốp đệm có sử dụng ốp đệm hình tứ giác, hình vuông, các hình linh tinh, hình gì cũng có. Ví dụ như ở đây thì mình có những cái dòng tai nghe của dòng ốp đệm tai nghe của dòng Logitech 925 chẳng hạn. Con 933, nhầm xin lỗi anh em, con 933 hoặc là 633 thì nó không có một cái hình thù gì cả. Nó chả phải vuông cũng không phải tròn mà cũng chả phải oval, elip, bầu dục. Thì những cái dòng như thế này ấy, thì anh em chỉ có thể mua cái hình thù đặc biệt ấy, thì mọi người phải mua đúng cái ốp đệm của tai nghe thì mới có thể thay thế được. Còn ở video này thì mình sẽ chủ yếu hướng dẫn cho mọi người là đo hình tròn, hình oval, chủ yếu là những cái loại mà sử dụng nhiều mà thôi. Mọi người thường nghĩ là những cái ốp tròn hay ốp oval thì có gì mà phải hướng dẫn, cứ đo đường kính là xong, đo đường kính của nó là xong rồi. Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Với một cái ốp tròn như này thì chúng ta chỉ cần đo đường kính ốp chuẩn là có thể lắp thay ốp mới vào. Nhưng quan trọng ở đây là đo đường kính chuẩn mọi người nhé, chứ còn đo thì nó dễ nhưng mà đo chuẩn thì nó lại là một cái lĩnh vực khác. Ở đây mọi người khi mà tự mua ốp của shop ấy thì có hay nói với bên mình nó như thế này, đó là ví dụ như anh em khách hàng đi thì hay bảo đó là ốp tai nghe của mình tự đo thì nó khoảng 9 đến 10 cm, hoặc là có bạn thì bảo là hơn 9 cm một chút hoặc là hơn 10 một chút. Shop cứ bán cho mình cái loại nào khoảng 9 10 cm hoặc là 10 10,5 cũng được, mình về mình tự thay được. Đó, đó là khi mà anh em báo lại với bên mình, thì ở đây nó không có một cái thông số chuẩn. Khi mà anh em đi mua ốp đệm tai nghe ấy, thì báo như vậy ấy, thì bên mình không biết bán cái loại nào cả. Thế nên mình mới bảo với anh em là đo đường kính ốp thì dễ nhưng mà đo chuẩn ấy thì nó lại là không dễ một tí nào. Vì sao? Vì thông thường kích thước ốp đệm tai nghe ấy, bên nhà sản xuất quy định, khi mà các nhà sản xuất người ta sản xuất ra ấy, hoặc là khi người sản xuất chính những dòng tai nghe này, thì người ta có một cái quy ước về cái ốp đệm, đó là thường ấy thì sẽ lấy thông số là thông số tròn và lệch nhau là 0,5 cm. Ví dụ ở đây bên shop bên mình đây, có thể giới thiệu anh em, đây là ốp 7 này. Đây, đây là ốp 7 này, ốp 8 này, ốp 9, ốp 9,5 và ốp 10 cm. Đó. Đây là những cái loại mà bên shop thường hay thay thế cho anh em nhất, nó rơi vào khoảng 7 đến 10 cm. Vẫn còn những có những cái loại ốp đệm với thông số ở giữa như là 6,5, 7,5, 8,5 cm, thậm chí kể cả những loại ốp nhỏ hơn như là 6 cm hoặc 5,5 cm thì nó cũng có. Nhưng vì những cái dòng lẻ chấm 5 ấy, bên mình nhận thấy khách hàng mang qua đây thay ấy, thì thường bên mình rất ít thấy cái loại lẻ như đó. Lẻ kiểu 6,5, 7,5, 8,5 chẳng hạn, thì bên mình không nhập.
bên mình không nhập mà chỉ nhập những cái dòng như kiểu mình vừa đọc vậy là 7 đến 10 cm thì là bên mình thấy khá là nhiều. Còn thì đâu đó anh em vẫn gặp những cái loại tai nghe có những cái kích thước lẻ nhưng rất ít, được cực kỳ ít mọi người nhá. Ví dụ như kiểu là dòng 9,3 cm hoặc 8,2 cm hoặc 9,7 cm chẳng hạn. Thì khi mà gặp những cái dòng như mà mình vừa đọc ấy thì mọi người hoàn toàn có thể thay thế bằng các thông số tròn như là 8, 9, 9,5 vào sử dụng hoàn toàn bình thường. Vì lệch nhau 0,5 cm ấy, theo quy ước ấy, thì là lệch lớn và nó sang hẳn một cái loại ốp đệm khác luôn. Nhưng mà lệch nhỏ ấy, chỉ khoảng 1 đến 3 mm ấy, thì mình cũng có thể dùng được những cái loại như này thay thế vào được. Chứ mọi người mà tìm ở trên thị trường đúng ốp đệm có thông số lẻ để thay thế vào ấy, thông số lẻ 1, 2, 3 mm để thay thế vào ấy, thì nó không có trên thị trường đâu. Mà những cái dòng đấy ấy, trong trường hợp mà không thể lắp 9 hoặc 9,5 vào những cái dòng mà 9,2 hoặc 9,7 cm ấy, thì anh em chỉ có một cách là anh em phải tìm đúng cái loại trên thị trường là ốp đệm tai nghe dùng cho dòng tai nghe ABCXYZ này thì anh em mới có thể thay được thôi. Giờ thì trên lý thuyết anh em đã hiểu là đo ốp đệm là chuẩn là như thế nào đúng không? Còn giờ thì về thực hành thì lỗi thực hành khi mà anh em đo ốp đệm tai nghe hay mắc phải ấy, đó là đo mặt ngoài của chiếc ốp đệm này. Đây anh em đo ở đây. Vì khi đo mặt ngoài như thế này ấy, thì sẽ có sai số lẻ một vài mili hoặc thậm chí là sai số lớn cả centi luôn. Lý do là ốp chúng ta khi mà sử dụng một thời gian dài ốp ở phần tai thì phần mút này, phần da này của tai nghe nó sẽ bị rão ra. Thường anh em khi mà ốp hỏng anh em sẽ thấy cái da nó bị nổ đấy, hoặc là ốp nó bị biến dạng rồi đó. Lúc đó thì cái thông số ban đầu ấy nó không được chuẩn nữa, mà như anh em mình vừa nói ấy, thì chỉ cần không chuẩn 5 mm thôi là đã sang một kích thước ốp khác rồi. Thế ở đây câu hỏi đặt ra đó là chúng ta đo ốp chuẩn thì phải đo như thế nào? Lý thuyết đo chuẩn đơn giản thì là đo vào phần không có sự co giãn theo thời gian, hay chính xác là chúng ta phải đo vào phần vành của tai nghe. Phần vành là phần như nào? Đây, ví dụ như cái phần này thì nó được gọi là phần vành của cái củ, ở trong này có một cái củ tai nghe, thì đây là phần vành củ tai nghe. Ngoài ra thì còn cái vành khác, đây, anh em thấy đây, như cái đây là ốp đệm của con Dario EH416 này. Đó, thì nó có một cái vành khác như mình gọi ấy, nó là vành định hình. Đây để mình chờ anh em chờ một chút, mình tháo cái ốp đệm này ra khỏi cái vành định hình này nhá. Đây nó còn 5 cái lỗ này. Thực ra nó 5 cái lỗ này thì mình mua đúng loại, nó có lỗ để gá vào thì nó chắc chắn thôi, còn không có lỗ thì mình có thể gá sang bên cạnh không sao cả. Đây mình sẽ tháo cái vành này ra để cho anh em xem. Đây. Đây nó là một cái vành định hình. Đó. Thì nếu là ốp tròn thì mình sẽ đo đường kính của miếng nhựa của cái miếng vành này là xong. Ví dụ ở đây nhá, cái vành này chẳng hạn thì mình đây mình sẽ để một cái thước, đây một cái thước kẻ bình thường thôi, thước kẻ học sinh thôi, mình sẽ đo cho anh em xem cái đường kính của nó. Đây. Nó rơi vào khoảng 10 cm. 10 cm ở đây. Như anh em thấy. Thì trên miếng nhựa này đặt rất là chuẩn. Còn nếu như là trên ốp đệm ấy, anh em đặt ấy thì nó thường nó sẽ bị méo mó, nó không chuẩn. Đây là cái ốp đệm này nó còn chuẩn là bởi vì là ốp đệm mới 100%. Chứ còn nếu như anh em đã dùng rồi ấy, thì nó không thể chuẩn xác được như thế này đâu. Nó thường sẽ bị lệch khoảng 10,5 hoặc là kém hơn một chút, nó rơi khoảng 9, mấy ấy. Đó. Ở trên cái miếng ốp đệm này thì nhiều lúc anh em đo ấy, ốp ấy, đây anh em chỉ cần bóp vào như anh em ví dụ như mình thấy đây, mình bóp vào thì nó 9,5, 8,5. Nhưng mà thực ra không phải, ốp này là ốp 9 anh em nhé. Ốp 9,5 luôn. Đây như mình đo ở đây. Không biết anh em có nhìn thước kẻ bên mình, của mình thì nhìn có rõ hay không. Nhưng mà ở đây nó là ốp 9,5, nhưng mà khi mà đo ấy mà chỉ cần hơi bóp nhẹ cái ốp này vào thì nó sẽ bị lệch, thậm chí lệch cả 1 cm luôn, nó rơi vào khoảng 8,7 cm. Đó. Thế nên là ốp đo trên ốp đệm này đằng sau này nó cũng chưa chắc đã chuẩn. Huống chi là anh em đo ở trên mặt này thì thường nó sẽ sai số rất là nhiều khi mà anh em đã sử dụng ốp đệm rồi thì nó bị co giãn. Đó, đó là về ốp tròn. Còn nếu như mà trên những cái sản phẩm mà ốp hình oval ellipse thì anh em sẽ đo trên cái vành của cái củ tai nghe này. Ốp tròn thì rất là dễ, mình chỉ cần đo cái đường kính rộng nhất nó là xong. Còn khi mà gặp cái hình oval ellipse ấy, thì anh em cần đo hai chiều, một là chiều ngang này. Ví dụ như con Dario 925 thì con này đây, ví dụ như mình đo cho anh em xem nhé, thì nó rơi vào khoảng bề ngang này là 9, còn bề dọc này thì nó rơi vào 10,5. Đó. Thì chúng ta sẽ cần mua một cái ốp đệm có kích thước 9 x 10,5 để có thể lắp vào con Dario 925 này. Đấy là ví dụ về cách đo ốp đệm cho anh em xem.
Một số tai nghe thì không có miếng nhựa, gọi là miếng nhựa định hình như này. Để lắp vào tai nghe ấy, thì anh em cần phải đo trực tiếp ở trên cái vành cổ tai nghe. Bởi vì một số tai nghe ấy, thì nó dùng cái loại là ốp dán, chỉ dùng keo hoặc băng dính dán vào phần ốp, phần vành tai, phần vành cổ tai nghe thôi. Thì anh em cần phải đo trực tiếp ở trên cái vành cổ tai nghe này. Đây ví dụ như vừa nãy là hình Ovanelip mình đo ở trên con 925, còn đây là con 722, Dario 722, thì mình cần đo trực tiếp ở trên cái vành cổ tai nghe này. Ví dụ như con này thì nó rơi vào khoảng gần 10 cm. Đó, 10 cm là có thể ốp 10 là có thể lắp vào được rồi. Đó, đó là một số cái việc mà anh em mình giới thiệu anh em cách đo ốp đệm tai nghe để anh em được rõ hơn cái cách đo ốp đệm. Ngoài ra thì có một số con 678 thì anh em có thể dựa trên cái cách mình vừa đo thì đo ốp đệm nhé. Ok, đó là cách đo ốp đệm. Còn sau khi mà tự đo ốp đệm được tai nghe chuẩn rồi ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em mọi người tự thay thế ốp đệm. Có rất nhiều cách lắp ốp đệm tùy theo hãng sản xuất, nhưng cơ bản thì sẽ có những cái cách sau. Đó là ba cái cách mà mình cũng như là ba cách mình vừa hướng dẫn anh em đo ấy, thì nó sẽ cách thay nó cũng cơ bản như thế thôi. Ví dụ ở đây là cách đầu tiên là gắn ốp đệm vào một cái vành định hình như này. Thì có rất nhiều loại tai nghe nó sẽ có cái vành định hình như này. Ở đây mình sẽ làm mẫu cho anh em nhé. Đây ví dụ như là đây là ốp mới, ốp thay thế đây. Đây là ốp gốc của con Dario SH416, nó có 5 cái lỗ này. Thì ốp mới ở đây nó là ốp 10 cm, nó không có lỗ thì cũng không sao cả. Khi mà mình thay vào ấy, mình chỉ cần bỏ cái ốp cũ ra và mình sẽ lắp cái ốp mới vào cái vành này, cái vành định hình này, được chưa ạ? Đây, đây là mình đã thay ốp mới xong rồi. Đây thì nó chỉ cần như này thôi là nó chắc chắn rồi anh em, không nhất thiết là mình phải có 5 cái lỗ để cho vào trong 5 cái phần gái vào đâu. Sau đó rồi mình sẽ lắp lại cái ốp tai nghe này cùng với cả cái vành định hình này vào cái phần vành của cổ tai nghe. Đây, đây, đây phần này là phần cổ tai nghe. Thì nó có một cái vành để cổ tai nghe, thì mình sẽ gọi nó là cái vành cổ tai nghe nhé. Trên này nó có 5 cái lỗ này, thì mình sẽ chỉ việc lắp nó vào là xong. Đây, ok. Đây là phần ốp gốc của nó, còn đây là phần ốp mới, anh em có thể nhìn thấy. Đấy là mình thay ốp đệm tai nghe xong. Ví dụ cho con 416. Thì có rất nhiều cái tai nghe nó sử dụng cái cách thay ốp đệm như này. Tức là nó dùng một cái vành, nó dùng một cái vành định hình như này để lắp, coi như là vật trung gian để lắp cái ốp đệm vào cái vành cổ đó. Cái loại thứ hai đó là loại như kiểu con Dario 722 này, thì ở đây nó không có cái vành, nó không có cái vành định hình này. Đây mình tháo ra luôn nha anh em nhé. Hai con này nó dùng chung một loại kích thước là 10 cm. Đó, nó không có cái vành định hình này mà nó sẽ sử dụng luôn cái vành cổ tai nghe này để làm cái phần để ốp tai nghe. Đó. Thì mình thay như thế nào thì ốp cũ, đây ốp gốc của nó đây. Thì đầu tiên ấy mình sẽ bỏ cái phần ốp gốc của nó này ra. Như đây là ốp mới nên mình sẽ phải bỏ rất cẩn thận. Chứ còn nếu như mà ốp nát rồi ấy thì mình sẽ giật nó ra luôn. Đây, mình sẽ bỏ được cái ốp gốc của nó ra đây. Sau đó rồi mình sẽ thay cái ốp mới vào. Ốp mới thì lúc này ấy mình không có cái gá kia thì mình sẽ thay trực tiếp vào cái vành luôn. Những cái vành cổ tai nghe này nó luôn có một cái khe hở để anh em có thể nhét được cái ốp vào. Như của con 925 này thì nó rất là tiện, nó có hai cái đầu rãnh hai bên này. Chúng ta chỉ việc đẩy cái ốp theo cái rãnh này, cứ xoay tròn nó là chúng ta có thể đưa được vào, đưa cái ốp này vào. Đây mình cứ xoay tròn thôi, đưa vào rãnh thôi, mình cứ xoay tròn nó. Đó là cái ốp đệm này nó sẽ vào cái vành cổ tai nghe. Còn một số loại nó không có hai cái đường rãnh ấy, nó tròn xoe luôn ấy, nó tròn rãnh ấy, thì lúc này anh em buộc là anh em phải đi từng cái phần như này. Ví dụ như đi như này, đây đi từng phần như này và đi phần từng phần vành của cái ốp đệm này vào cái vành của cái tai nghe. Đó, đây là loại thứ hai mà mình hướng dẫn anh em thay ốp đệm. Và cái loại thứ ba thì mình không có mẫu ở đây cho anh em xem, nhưng mà bên mình cũng thay rất nhiều cái loại này. Đó là một số loại tai nghe thì nó không có cái vành rãnh như này mà nó là ốp dán. Ví dụ như cái vành như này, mình sẽ nói để anh em hình dung thôi nhá. Còn ở đây mình không có cái loại tai nghe ốp dán để làm cho anh em xem.
ốp dán là nó như thế nào, nó trống như trơn này luôn, nó không có rãnh để mình đưa cái phần ốp đệm này vào, mà nó sẽ dùng một cái, thứ nhất là cái băng dính hai mặt loại tốt, loại siêu dán, loại siêu dính để người ta dán trực tiếp vào cái phần vành cổ tai nghe đó. Như anh em tưởng tượng như này, mình sẽ có một cái băng dính hoặc keo mình dán trực tiếp vào đây đó để giữ cái ốp ở trên cái tai nghe. Nhưng cái loại này ấy, khi mà dùng ấy thì muốn thay thế thì anh em chỉ cơ bản là anh em giật mạnh cái ốp ra thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó ốp mà nó gọi là hỏng rồi ấy, nó nổ ra rồi, thì lúc đấy thì mình có giật mạnh ra ấy, thì nó có hỏng hay nó có rách ấy thì cũng bỏ đi mà thôi. Đó, sau đó rồi mình sẽ làm sạch cái phần vành, cái phần keo cũ đi. Sau đó rồi thì mình dán cái phần ốp mới vào. Như ốp này thì nó không có cái keo gì cả, thì mình bắt buộc mình phải dán băng dính hai mặt vào cái phần vành cổ tai nghe này, hoặc là mình dán vào đây, mình bắn mình tram ít keo vào đây, xong rồi mình dán vào. Đó, đấy là ba cái loại mà mình hay gặp nhiều nhất, shop còn nhiều nhất với các loại tai nghe trên thị trường. Còn một số cách thay ốp đệm nữa nhưng mà rất hiếm gặp thì mình không có nói ở đây, do cũng không có mẫu để mọi người hiểu được cách làm. Ở đây riêng cái phần dán thôi đã không có mẫu thì anh em không biết anh em có hình dung ra cách thay hay không. Huống chi là bây giờ một số cái mình nói không biết anh em có hiểu không, nên là mình không không nói ở đây. Video nó dài và cũng anh em cũng khó hình dung. Nên là nếu mà anh em các bạn mà gặp mà tự thay ấy, mà ba cách trên không được ấy, thì có thể mang qua shop để kỹ thuật bên shop thay thế cho, sẽ làm hình thức khác với ba cái mình vừa nói. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho anh chị em cách đo và thay ốp đệm tai nghe rồi. Ở phần video tiếp theo thì chủ đề sửa tai nghe bên shop thì sẽ trao đổi với anh em một số lỗi của tai nghe hay mắc phải, cách sửa chữa cơ bản. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi kênh YouTube của M8 Computer để cập nhật video sửa chữa gaming gear mới nhất nhé. M8 Computer thì chuyên sửa chữa gaming gear, sửa tai nghe gaming, sửa chuột, sửa bàn phím cơ. Anh chị em có nhu cầu sửa chữa gaming gear lỗi thì có thể mang qua shop hoặc cần tư vấn về cách sử dụng gear. Các lỗi của gear có thể liên hệ với shop qua kênh hotline, số điện thoại, Zalo hiển thị ở trên màn hình, hoặc comment ở trên các nền tảng anh chị em đang xem video như là YouTube hoặc là Facebook nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.